Ok, hello, xin chào các em đã quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 của cô. Và hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng mình phần Unit 1, Communication. Các bạn hãy mở sách và mở vở ra nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta hãy quan sát vào đề bài của bài tập số 1. Match the activity with the picture. Ở đây yêu cầu chúng ta nối những cái hoạt động này với cái bức tranh đã cho sẵn. Ok, vậy thì trước tiên thì chúng mình sẽ cùng đọc qua về các cái từ vựng này trước đã nhá. Và mình cùng giải nghĩa này. Making models là làm thủ công. Các bạn nào chưa biết thì hãy ghi nghĩa ngay dưới quyển vở của mình nha, ngay dưới từ. Rồi, dancing, nhảy đúng không? Making pottery là làm đồ gốm. Các bạn ghi nghĩa vào này. Making pottery. Ok. Tiếp theo hoạt động thứ năm là từ tư là carving wood. Carving wood. Wood ở đây nghĩa là gỗ. Carving nghĩa là tạc gỗ hoặc là tạo hình cho gỗ đấy các bạn ạ. Carving wood. Và cuối cùng là ice skating. Ice skating là trượt băng. Ok. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta cùng đưa những cái từ ngữ này vào những bức tranh phù hợp này. Đầu tiên là bức tranh thấy ông đang hướng dẫn cậu bé làm đồ gỗ đúng không? Vậy thì là carving wood. Carving wood. Ok. Tiếp theo đây là làm thủ công, vậy là making models. Making models. Ok. Tiếp theo, ice skating. Từ này rất dễ. Rồi, cuối cùng dancing. Và cuối cùng là làm đồ gốm là gì nhỉ? Ok, making pottery. Rồi, các bạn nào mà chưa kịp làm hoặc chưa kịp ghi nghĩa thì hãy dừng video này lại nhé. Rồi, cô sẽ đến với bài tiếp theo, bài số 2. Vậy bài số 2 này thì ở trong sách các bạn đã hiện ra một cái bảng. Các bạn nhìn giúp cô nhé. Có một cái bảng mà cho các bạn với các cái hoạt động này. Sau đó ở trên là các tính từ, cô có ba tính từ của cô là cô có ba tính từ là gì các bạn nhỉ? Boring thì cô đã dạy các bạn này rồi, boring là nhàm chán, unusual là kỳ lạ và cuối cùng là interesting thì là thú vị. Rồi, có ba cái tính từ này để miêu tả. Rồi các bạn nhìn cô này, ví dụ making pottery là làm đồ gốm. Vậy thì bây giờ cô bảo là making pottery thật là boring, thật là nhàm chán. Vậy thì cô sẽ được điền vào ở đây là making pottery boring. Bởi vì sao? Bởi vì nó khó. Bởi vì it is difficult. Ok, it is difficult. Rồi, tiếp theo, bên câu số 2 cô làm mẫu này. I think dancing is interesting. Cô bé là nhảy rất là thú vị, interesting. Bởi vì sao? Bởi vì cô có thể giữ dáng. I can, giữ dáng là gì các bạn nhỉ? Ở trước cô đã hướng dẫn rồi, keep fit. Ở bài trước là cô đã dạy được keep fit rồi nhá. Rồi, dancing is interesting because I can keep fit. Ok. Rồi. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ hoàn thành nốt lại cho cô nhé. Và nhớ cho cô này. Ở đây câu 1, câu 2 nó khác nhau như nào? Cùng là tính từ boring và interesting. Nhưng mà cô lại ở đây có is và đây là không có is. Bởi vì đằng trước ở đây gọi là I find thì cộng với danh từ và cộng với tính từ luôn. Còn ở đây là I think khác nhé. I think thì chỗ này sẽ có động từ to be. Ok. Dancing is interesting. Rồi, because là một mệnh đề đằng sau. Rồi, các bạn sẽ dựa theo hướng dẫn của cô và làm theo nhé. Vậy là đã hết phần communication rồi. Bạn nào có câu hỏi thì hãy nhắn tin trực tiếp cho cô trên Zalo này hoặc là trực tiếp hỏi cô trên lớp học nhé. Và cô xin kết thúc video này tại đây. Các bạn thấy hay thì hãy cho cô xin một like, share và subscribe kênh của cô nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn các bạn vào những video tiếp theo.